Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp nối hành trình ở bên quận 7 ngày hôm nay, em mời bà con mình chúng ta cùng đi một vòng con đường Nguyễn Thị Thập, đi qua con đường Lâm Văn Bền, để các anh chị các bạn hình dung được con đường Lâm Văn Bền ngày hôm nay nó như thế nào, và để dễ dàng chúng ta hình dung ra con đường Lâm Văn Bền, ở nơi đó có cư xá ngân hàng, có chợ cư xá ngân hàng ngày hôm nay ra sao. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Thị Thập, và thẳng hướng Nguyễn Thị Thập này chúng ta sẽ đến cầu Phú Mỹ, cây cầu rất lớn mới vừa thành lập ở Sài Gòn, nối liền giữa quận 7 qua quận 2 đi về đường cao tốc Long Thành Dầu Giây, và sau lưng chúng ta đó là đi về hướng Bình Chánh, khu Trung Sơn. Ngày nay có thêm một cây cầu mới, đó là cây cầu Him Lam bắc qua, nối liền khu Trung Sơn và khu Him Lam. Ở bên tay trái chúng ta có con đường Lâm Văn Bền, và chúng ta sẽ quẹo trái. Ở đây xe cộ rất là đông, mình phải quẹo từ từ. Chúng ta đang dừng ở giữa đường và chờ vắng xe mình qua đường. Ở đây thì đoạn đường Lâm Văn Bền, đường Nguyễn Thị Thập là đường ưu tiên, nên thành ra mình sẽ quẹo trái. Mình phải chờ cái đường Nguyễn Thập này hết xe mình mới quẹo được. Ta quẹo vô đường Lâm Văn Bền nha. Lâm Văn Bền là một nhánh đường nhỏ của đường Nguyễn Thị Thập thôi. Đầu đường Lâm Văn Bền nói liền nói với đường Nguyễn Thị Thập, và đầu bên kia nói với đường Trần Xuân Soạn, một con đường rất là ngắn. Ở giữa thì có cư xá ngân hàng, chợ cư xá ngân hàng, và có những cái hồ nước. Ở quận 7 ngày xưa có lẽ là rất là nhiều sông ngòi, nhiều con rạch, nên thành ra bây giờ chúng ta nhìn thấy lâu lâu có những cái hồ lớn lớn ở nằm ở khu quận 7 này. Chút xíu nữa trên đường Lâm Văn Bền này cũng có một cái hồ, mình sẽ đi ngang đó mình nhìn xem ha. Nếu hồi xưa các anh chị đã từng ở khu này mấy chục năm về trước, có lẽ bây giờ mình sẽ không nhìn ra. Tại vì bây giờ ở đây đô thị hóa hầu như hoàn toàn. Và video clip này em thực hiện cũng nhờ cô chú anh chị đã comment, và em mới biết được một cái khu mới, đó là khu cư xá ngân hàng. Nhân em cũng xin cảm ơn đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Vinh Lâm TV trong suốt thời gian vừa qua. Hơn 2 năm qua, chúng ta đi khắp các con đường ngõ hẻm ở các quận. Nhưng tuy vậy nhưng mà vẫn chưa có giáp được anh chị. Ở Sài Gòn rất là lớn, thấy nhỏ, nhưng mà có rất là nhiều con hẻm, rất nhiều con đường, hơn 1.000 video, nhưng mà chỉ vỏn vẹn trong vài quận thôi, thì thấy rất là lớn. Và con đường Lâm Văn Bền ngày hôm nay rất là đẹp, ở hai bên là những cái đường số, có những quán cà phê, có những cửa hàng ăn uống rất là tấp nập. Bên tay phải chúng ta có trường Nguyễn Thị Định, một ngôi trường tiểu học công lập mới thành lập sau này nè. Với ngày xưa anh chị có ngôi trường này chưa ha? Và ở đây có những con đường số rất là mát, ở đây rất là nhiều cây xanh. À,
Nhân đây em cũng gửi đến tất cả các anh chị ở xa, nếu chúng ta chưa biết đến con đường Lam Văn Bền thì hôm nay chúng ta có dịp mình cập nhật tình hình ở đây. Khi mà có dịp đến đây thì mình cũng có cái để tham khảo ha. Phía chúng ta đó là giao lộ đường số 37. Mình chờ đèn đỏ chút xíu nha. Có cái hồ nè, ta phải quẹo qua bên trái để nhìn cái hồ này ha. Cái hồ này rất là mát. Ở phía mặt đường có hàng cây bàng. Bên đó có những người câu cá. Hồ rất lớn và hồ này hình như là nó thông ra, có một vài con rạch nhỏ thông ra cái đường Trần Xuân Soạn, thông ra cái dòng kênh kênh Tẻ. Có rất nhiều người câu ở giữa hồ nè. Ở đây có quán cà phê. Rồi chúng ta đi tiếp tục ha. Không biết anh chị các bạn có hình dung ra khu này không? Nhất là những cô chú đã lâu rồi không có về Sài Gòn nè. Thì nếu mà ngày xưa chúng ta có ở đây thì ngày hôm nay mình có dịp nhìn lại nè. Mình nhìn thấy những hình ảnh ở nước ngoài quen rồi. Nhìn những hình ảnh ở Việt Nam nó hơi rối rối, không có nhiều building, không có nhiều xe hơi. Đặc trưng là rất là nhiều xe máy. Nhưng mà dù sao vẫn là quê hương vẫn đang phát triển từng ngày. Ta vừa qua con đường số 17, ở đây là đường số không à. Đã bao lâu rồi anh chị không về quê? Thì nhưng mà rất lâu rồi thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn về quê hương. Phía trước là đường số 11N, đi vô quẹo phải để đi vô khu cư xá ngân hàng đó. Khu cư xá lúc nãy chúng ta vừa đi lòng vòng ở trong đó đó. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Thẳng đường này mình sẽ ra đường Trần Xuân Soạn. Thông qua video thì nhận lại được rất nhiều comment của cô chú anh chị. Thì những comment, những yêu cầu về những con đường, những địa chỉ, các anh chị cho em xin thời gian nha, em sẽ cố gắng sắp xếp để gửi các anh chị sớm hơn. Ở Sài Gòn bây giờ cũng gần đến Tết rồi, đến Tết dương lịch lẫn âm lịch, năm nay Tết đến sớm, khoảng 2 tháng nữa thôi, 60 ngày nữa thôi.
không khí Sài Gòn sẽ rất là, Việt Nam sẽ rất là sôi động, tấp nập, người bán người mua, chợ búa. Rồi đặc biệt khu này sẽ có một cái chợ trái cây. Đó, phía trước chúng ta đó là những cái con tàu cập bến neo đậu. Mình nhìn lại dòng kênh tẻ nè, nơi đó có những cái bến, những con tàu. Theo thẳng hướng này mình sẽ đến đường Phạm Thế Hiển nè, và bên kia là quận Tư. Và con đường Trần Xuân Soạn ngày hôm nay rất là mới, rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi một vòng nữa, mình kiếm đường mình quẹo phải vô ha, để các anh chị hình dung được cái khu cư xá ngân hàng này. Phía trước mình đó là đi tới một tí nữa có cầu Tân Thuận, cái cầu nối liền giữa đôi bờ quận 7 và quận 4. Mình sẽ quẹo vô cái ở đây, những con đường quẹo phải sẽ vô cư xá ngân hàng đó. Trước đây thì em nghe cư xá ngân hàng nhưng mà không có biết là như thế nào, và ngày hôm nay nhờ cô chú anh chị mới biết được khu cư xá ngân hàng. Và chúng ta đi vô đây là đường 12B nè. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, và cho em xin comment mỗi sáng thức dậy điều hạnh phúc nhất và được đọc những cái email, những cái comment của anh chị, những comment rất là chân thật, giúp em ngày càng hoàn thiện hơn cái nội dung. Đó, những con đường nhỏ này là cư xá ngân hàng ở hai bên. Cái video clip trước mình chạy vòng vòng ở khu này nhưng mà vẫn chưa giáp. Và video clip tiếp theo chúng ta sẽ đi từ một cái hướng khác, rồi mình chạy vòng vô khu cư xá này. Đó, mình đang đi trên đường 12B, một trong những con đường nằm trong khu cư xá. Và địa chỉ ở đây có một cái điểm chung, đó là cư xá ngân hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Rồi mà xe quẹo trái để đi vô cuối đường nè. Nếu hồi nãy mình quẹo phải sẽ ra đường Lâm Văn Bền lại. Và ở đây có rất nhiều quán cà phê, thấy rất là mát mẻ. Đường này là đường 14A. Địa chỉ đây có một cái nguyên tắc, đó là số nhà, tên đường, rồi cư xá ngân hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Rồi mình sẽ ra cái hẻm nhỏ này. Ở đây có trường tiểu học Phù Đổng, đường số 15. Em nhìn có mấy nhà nó giống nhau, hai mái, nhà hai mái, không có lầu. Có lẽ ngày xưa là nhà như vậy hay sao. Chợ cư xá ngân hàng nè. Rồi
chợ dẹp rồi, chợ cũng nghỉ rồi. Chợ này chỉ bán buổi sáng thôi, như bao ngôi chợ khác. Ông vào phía trước là đó là đường trường trường Nguyễn Hữu Thọ, nằm trên đường Lâm Văn Bền. Rồi video clip ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Một số hình ảnh về con đường Lâm Văn Bền, đi dạo một vòng vô cư xá ngân hàng, rồi đi qua cái chợ cư xá ngân hàng, gửi các anh chị và các bạn một số hình ảnh ở đây để các anh chị có thể hình dung được ngày xưa nó như thế nào và ngày nay nó như thế nào. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ồ, đây cái quán cháo lòng bà Năm đó.